Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của chị Mây Trắng. Với chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt một số dạng hình dạng của lá nhé. Và đây thì mình đã chuẩn bị một số nguyên liệu, đó chính là đây là dây nhún này. Dây nhún có các loại chữ khác nhau để mà cắt các loại dạng lá khác nhau. Và dụng cụ mình sử dụng đó chính là kéo. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt nha. Ok, mình sẽ hướng dẫn cắt cho dạng hình tim trước đi. Hình tim mình rất là thích. Cắt một chút để làm cuốn. Đây là một chiếc lá hình tim. Và có một số loại lá thì nó có hình tim ngược các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt hình tim ngược nha. Bùn lá có hình tim ngược nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt hình dạng lá tam giác. Lá tam giác thì cũng có một loại là lá tam giác ngược đấy. Mình sẽ cắt hình lá tam giác xưa trước nha. Một chút làm cuốn. Tam giác ngược. Mình cứ cắt một chút, mình sẽ quay lại đằng này. Mình bắt đầu cắt từ đây. Số loại lá sẽ có hình trứng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt lá hình trứng. Hình trứng là một dạng lá rất là dễ cắt và phổ biến với một số loài cây. Tiếp theo sẽ là loại dạng lá hình mũi tên.
có một hình dạng lá rất là đẹp. Đó chính là ngọn hình dạng lá hình ngọn sáo nha. Ngọn sáo thì nó sẽ nhọn ở phía trên, cũng rất là sẽ khác các hình thức bằng tiếng. Thì ngọn sáo thì nó cũng có một loại, một số loại cây nó sẽ mọc ngược, nhưng mà sẽ có hình ngọn sáo dạng lá hình ngọn sáo ngược. Mình sẽ cắt cái đây xuống. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chiếc lá cuối cùng, hình rễ quạt. Lá hình rễ quạt sẽ rễ ra hai bên như thế này. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn một số những hình dạng của lá rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tỉa một số cái thân cưa nhé. Cái viền lá, viền thân cưa. Mình có thể chọn một cái hình ở đây thôi. Mình quay đó lại. Chút gọn thôi, còn có một số loại lá nó sẽ viền nó sẽ sâu vào phía trong, nên các bạn có thể lưu ý để tự mình tỉa được trong một lá. Ok, bây giờ mình sẽ nhắc lại cho các bạn một số cái hình dạng lá mà mình đã hướng dẫn được rồi. Đây là hình elip, trái tim ngược, rễ quạt, hình tam giác ngược. Đây là hình trứng rồi mình cắt. Đây là hình mũi tên. Đây là hình ngọn sáo và ngọn sáo ngược. Và đây chính là một cái vỏ bốn lá mà mình đã tạo được từ cái hình trái tim ngược này đấy. Mình đã hướng dẫn cho các bạn một số những hình dạng của lá, cách cắt của nó, và mình mong rằng các bạn sẽ có thật nhiều những sáng tạo và có thể tạo hình được những chiếc lá thật là ưng ý cho mình nhé. Có rất là nhiều những hình dạng lá khác nữa, nếu cần thiết thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào những clip sau. Bây giờ mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Cảm ơn các bạn.